Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kitchen Art. Và hôm nay đến với bác một mẫu đua cao cấp thương hiệu Ý Java model Fiducci. Vâng, thì trước đây em cách đây vài hôm em có về một chiếc model Fiducci. Đây là một trong những dòng model xe cao cấp nhất của dòng thương hiệu Java thời điểm hiện tại bên cửa hàng bên em. Và được đánh giá rất là cao. Rất nhiều các bác quan tâm về cái mẫu model Fiducci. Và đặc biệt xe rất là nhẹ nhá, trên 7 cân một chút thôi. Cấu hình rất là khủng, đồ 1.5. Vâng, thì em có giới thiệu qua một chút cho các bác về cái mẫu model xe đạp của Fiducci. Thì Java bên em rất nhiều mẫu dòng xe đạp giới thiệu qua các model khác nhau. Thì cái mẫu Fiducci này là mẫu cao cấp nhất của dòng thương hiệu Java. Các bác chỉ lên trên mạng chỉ cần gõ xe đạp Java model của xe Fiducci, Fiducci. Và đây là một trang web chính hãng của Java đây. Em bảo các bác. Đây là Java Bicycle Việt Nam. Đây là một cái trang web chính hãng của xe thương hiệu Java tại thị trường Việt Nam ở trên Hà Nội. Vâng, và xe có giá rất là cao quá nhá. Mẫu xe Java Fiducci có giá là 29.900.000, 30 triệu rồi. Đây là một trong mẫu những xe cao cấp nhất được đăng ký tại Italia. Kết cấu nhẹ nhàng, đưa tới những trải nghiệm đầy bứt phá của những siêu xe đường trường. Full carbon Lalo và cân nặng chính xác của nó là 7,4 cân đúng nhá. Có 3 màu là ghi xám, đỏ đen và đen vàng. Fiducci thì thương hiệu gắn liền với cái dòng của dòng xe model phụ kiện của DK. Thì cái mẫu Fiducci bên em là cái mẫu màu đỏ đen. Màu vàng vàng xanh này em lắp về rồi, nhưng màu đỏ đen đây. Đây là cái mẫu Fiducci đây, 1.5. Giá rất là cao. Và cái mẫu Fiducci này là luôn luôn là cái mẫu thị trường hot nhất gần dòng Java bên em, cao cấp nhất, siêu nhẹ quá nhá. Vâng, em vừa giới thiệu qua các bác về cái mẫu Fiducci để cho các bác tìm hiểu trên mạng thêm và những bác biết và đã mua bên cửa hàng bên em. Rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái model cao cấp của dòng Fiducci. Và Java bên em thường về rất là nhiều về cái mẫu Kuroko, Siluro. Và mẫu cao cấp nhất là mẫu Fiducci mà em vừa giới thiệu qua các bác. Và trong tông màu này em về tông màu rất là sport, tông màu đỏ đen. Cách đây mấy hôm thôi em đã có về một chiếc màu hồng đen trắng, lại về một chiếc màu đỏ đen. Khung làm từ full carbon Lalo, carbon Lalo. Mẫu này bên em về thì chưa bao giờ lấy hot rồi. Rất nhiều các bác quan tâm đến mẫu dòng xe cao cấp, xe đạp thể thao cao cấp, dòng xe đua. Một trong những thương hiệu đến từ Ý, rất là nổi tiếng dòng Java. Và hầu hết những cái dòng xe cao cấp full carbon là bên em lựa chọn rất là kỹ càng về cái tính thẩm mỹ rất là mới. Em đoán trên xe là khung khoảng tầm trên 95% xe, 95% xe. Xe rất là mới luôn đó nhé. Và hầu như khung một cái xước là trong những cái dòng xe Java thì em giới thiệu qua thì mẫu Fiducci là phiên bản nhẹ nhất cho các bác. Tổng trọng lượng của xe thì theo tìm hiểu vừa nãy cho bác xem trên mạng thì nó chỉ rơi vào tầm 7,4 cân thôi, chính xác là 7,4 cân. Rất là nhẹ là cho bác thích học xe đua siêu nhẹ và cấu hình cao cấp. Xe chạy bộ dây êm sườn, khung được thiết kế với bộ khung cơ động học lực, nó đâm là tối giảm trọng lượng của xe. Và như những video trước em nói, thường thì Java gắn gắn tiền những phụ kiện linh phụ kiện chính hãng của dòng DK. Đây, DK là linh phụ kiện của dòng Java nhé. Cũng như cái dòng xe Trek gắn liền với phụ kiện của Mustang. Và đây là DK này của Java, phiên bản theo xe. Xe sử dụng bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên trái em. Với bên phải em sử dụng cái lắp 1.5. Nhưng mà nó dùng qua quá trình sử dụng nó mài mòn mất cái mã 1.5 đấy rồi đó nhá. Nên em đảm bảo đây là mẫu tay lắp Shimano chính hãng 1.5.
Mỗi một cái lớp chữ đen đen của nó vẫn dính này. Càng carbon, full carbon, nhãn vỏ da vàng, bành đĩa hay là bành đổ, bành bản 4 phân, 5 phân, bành 5 phân, nhãn vỏ DK, bành Captiva, rất là cao cấp các bác. Sử dụng lốp 700x23C. Cổng in carbon, chính hãng của Lava, màu DK. Cổng in dẹp, thiết kế dẹp. In luôn bản thao xe, cũng còn rất là mới. Gạt đĩa 1.5. Đùi đĩa. Đùi đĩa thì chính xác thì là nguyên bản theo xe. Thì dòng Java này đùi đĩa của nó là đùi đĩa DK trục giống. Tất cả những dòng xe mà nguyên bản theo xe em giới thiệu những video trước đây thì của nó là dòng Java đùi đĩa DK trục giống. Thì lần này thì em về một chiếc thì người chủ cũ nâng cấp thêm là cái đùi đĩa của 1.5 cùng bộ. Chứ nếu mà nguyên bản thì nó là đùi đĩa DK. Còn đây là chơi nâng cấp thêm, nâng cấp thêm cái đùi đĩa 1.5 mà cho các bác. Thì em vẫn là để nguyên theo bản theo xe. Củ đề Shimano 1.5. Xe trang bị với 10 tầng lip, 2 tầng lip cho một chuyển động của xe 20 tốc độ. May bạc đạn, chính hãng của DK, bạc đạn. Bạc đạn hơi cúi lổ chút thôi nhé. Sử dụng vành DK, chính hãng của Java, vành bản to, vành 5 phân, lốp hiệu, nó cao cấp lốp hiệu nhé, lốp Continental. Các bác nào đạp xe, đạp thể thao chuyên môn thì các bác có thể nắm rõ được cái dòng lốp cao cấp. Rất là mới, tổng thể xem đánh giá là tầm 90-95% xe. Và hầu hết những dòng xe Java Fidoshi về bên em là gần như là mới tuyệt đối. Nhưng mà bên em lựa chọn rất là kỹ càng về mẫu Java Fidoshi. Và bây giờ chúng ta sẽ có đứng của khung xe. Và chúng ta đứng của khung xe là size 53. Ngang là 50. Như các bác cao trên 1m7 như vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, giờ đúp Shimano 1.5 lên lip. Xuống lip. Thế phải em mà đùi đĩa Shimano 1.5, gạt đĩa 1.5 lên đĩa, xuống đĩa. Vâng, chuẩn động rất là trơn tru mượt mà. Mai bạc đạn cối lổ rất là kêu. Rất là mới. Cái thương hiệu đến từ Mỹ và cái model cao cấp nhất của dòng Java, model Fidoshi. Siêu nhẹ như các bác, model cờ đút 1.5. Tông màu rất là support, cái tông màu đỏ đen kết hợp màu trắng trên khung xe rất là nổi bật. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Java model cao cấp của dòng Fidoshi. Và xe trọng lượng siêu nhẹ quá nhá, trên 7 cân luôn, 7 cân 4. Group Shimano 1.5. Và lần này xe giá tốt bên em. Thì những bác nào theo dõi video của dòng Java Fidoshi thì lần này xe giá tốt là xe 14.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lấy giúp tiền thương xe đạp đến đăng ký nữa đây.
Một thật gốc đi ngày mai.